MU gặp khó khi mua tiền đạo. Dù đã chấp nhận mức giá 65 triệu bảng cho tiền đạo Rasmus Højlund nhưng MU vẫn bị Atalanta làm khó trong thương vụ này. Đại diện Italia mới đây đã nâng mức giá bán cầu thủ người Đan Mạch lên 85 triệu bảng. Đây là con số mà Quỷ Đỏ khó lòng đáp ứng. Cựu cầu thủ Bayern Marcel Sabitzer đã chính thức gia nhập Dortmund. Cầu thủ người Áo ký hợp đồng với đội bóng chủ sân Signal Iduna Park đến năm 2027. Thương vụ chuyển nhượng này diễn ra sau khi MU từ chối mua đứt Sabitzer từ Bayern Munich. Theo Evening Standard, West Ham chấp nhận chi 40 triệu bảng mua tiền vệ Conor Gallagher, nhưng phía Chelsea đã quyết định từ chối. Theo nhiều nguồn tin, The Blue muốn thu về 50 triệu bảng từ thương vụ này. Báo chí Italia khẳng định AC Milan đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo Samuel Chuez từ Villarreal. Mức giá của thương vụ này không được tiết lộ. Tuy nhiên, hậu vệ Matteo Gabbia sẽ đến Villarreal như một phần của bản hợp đồng giữa Milan và Chuez. Câu lạc bộ PSG được cho là đã chấp nhận lời đề nghị kỷ lục của đại gia Saudi Arabia với giá 300 triệu euro cho tiền đạo người Pháp Kylian Mbappé. Tuy vậy, cầu thủ 24 tuổi hiện chưa chấp nhận sang thi đấu tại Europe. Nguồn tin từ Pháp khẳng định Mbappé sẵn sàng ở lại PSG dù có phải dự bị trước khi ra đi theo dạng tự do vào mùa hè năm sau. Liverpool đang quan tâm tới tiền vệ Joao Palhinha của Fulham. Tuy vậy, cầu thủ này đang phải điều trị chấn thương vai sau trận giao hữu với Brentford và có thể nghỉ thi đấu một thời gian dài. Điều này có thể khiến Liverpool phải chuyển hướng sang mục tiêu khác. Trước đó, đội chủ sân Anfield đã chia tay đội trưởng Jordan Henderson, trong khi Firmino cũng sắp rời đi. Một mục tiêu khả dĩ khác là Caicedo, nhưng câu lạc bộ Brighton hét giá quá cao. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, AC Milan đã đạt thỏa thuận với Villarreal để chiêu mộ tiền đạo Samuel Chuez. Mức phí của thương vụ được cho vào khoảng 28 triệu euro, bao gồm 8 triệu phụ phí. Trước đó, Rossoneri đã đạt thỏa thuận cá nhân với Chuez. Tiền đạo người Nigeria sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2028. Cựu cầu thủ MU Wilfried Zaha đã chính thức chia tay Crystal Palace và gia nhập nhà đương kim vô địch Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo báo chí Anh, đội chủ sân Selhurst Park đã đề nghị giao kèo 4 năm kèm mức lương cao nhất lịch sử câu lạc bộ, 200.000 bảng mỗi tuần, nhưng tuyển thủ bờ biển Nga vẫn nói không. Alan Saint-Maximin sẽ là ngôi sao tiếp theo từ ngoại hạng Anh chuyển đến chơi cho Al Ahly sau Edouard Mendy, Roberto Firmino và Riyad Mahrez. Saint-Maximin sẽ giúp Newcastle thu về khoảng 30 triệu bảng. Theo tờ Goal, tiền vệ Pierre-Emile Højbjerg đã được phép rời khỏi nơi đóng quân của Tottenham Hotspur trong tour du đấu châu Á. Tiền vệ người Đan Mạch trước đó đã đạt thỏa thuận cá nhân với Atletico Madrid. Huấn luyện viên Simeone rất muốn có cầu thủ này trong đội hình.